Em chào tất cả các anh em đã quay trở lại kênh của em nha. Thì như thường lệ thôi, vào tất cả các ngày trong tuần thì em sẽ ra một bài về học quẹt Zippo và những cái học quẹt xưa. Thì 246 thì em sẽ ra quẹt xưa, quẹt cổ, quẹt độc lạ. Còn 357 thì em sẽ ra một bài về Zippo. Thì mấy hôm nay hơi bận thì em ra bài hơi trễ thì không có giá, mong anh em thông cảm nha. Còn số điện thoại và Zalo của em thì để phần dưới màn hình. Còn số bài thì em để bên góc nhỏ bên đây này. Bài 3 hôm nay là bài 33A. Bài 33B nha, sorry nè. Thì anh em mà muốn mua hàng thì hãy cho biết số bài và mã số máy trong bài thôi. Để anh em ta xem biết còn hay là đã bán rồi cho nó nhanh. Hãy kết bạn Zalo hoặc gọi đến số điện thoại trực tiếp cho em nha. Số điện thoại em để phần dưới màn hình. Rồi buổi chiều thì cũng không quên chúc anh em có một buổi chiều nghỉ ngơi thoải mái nha sau khi làm việc về. Rồi đầu tiên là một cây đĩa bàn hình chiếc ly. Cây này là một cây mới chưa qua sử dụng, còn cái hộp giấy của nó, em bảo quản không kỹ, nó gách hết rồi. Nó còn cái khung gì không à. Đây là một cây đĩa bàn của Nhật được sản xuất vào những năm 50-60. Cơ chế là ga đá nha, tình trạng mới. Đây là phía bên trong của nó, trong đây nó có cái đế này rút ra được nha. Ở đây là cái đầu được ga đá của Nhật. Cái này bơm thì anh em mua chai ga của Hàn Quốc á, bơm dễ lắm, anh em cứ để gì bơm nguyên ngã thôi. Không thôi anh em dùng cái đầu bơm bự nhất, cái đầu bơm số 5 á, bơm sẽ dễ hơn. Cơ chế thì hoạt động bình thường, cầm ga kính ga nha. Rồi, cái này thì giao lưu với anh em là 900.000 mã số 1. Đẹp nha, hoa văn rất là đẹp, hoa văn nổi nha. Hoa văn được đắp nổi, rất đẹp. Rồi tiếp theo là một cây Cartier. Dòng này nè anh em cũng biết rồi, dòng ga đá cao cấp của Pháp. Trên đây không biết là tại sao nó người chủ cũ hả, họ sợ mất miếng sổ này hay sao ấy, họ dán dính vô cái hộp luôn. Ở đây còn một cái dĩ đá này, cây này thì chưa qua sử dụng đâu. Dĩ đá đó người chủ họ chỉ tháo gần viên đá còn 5 viên, dĩ đá này 6 viên còn 5 viên. Và em nghiên cứu rồi, cái này em biết để làm cái gì rồi, không ngờ em bán cho anh em thì cũng có cái móc này nè. Nhưng mà thật sự không biết, bữa nay mới biết cái đó để lấy cái nắp ra đó mấy anh, hộp màu đỏ. Đây một cây tình trạng là chưa qua sử dụng luôn, nhưng mà do quá trình bảo quản của chủ á, sao trên nắp này có dâm này, dâm kim á, chắc do lắc cây vàng lâu năm á, ở trong bằng đồng á, nó bị nổ dâm á, dạng như dâm nổ. Ngoài ra thì chưa qua sử dụng, em chưa đụng chạm, chưa vệ sinh gì hết luôn nè. Bên trong cơ chế hoạt động bình thường, lần đầu tiên em quẹt luôn á, hôm bữa về quẹt được mấy lần. Đây em cây này thì em xin giới thiệu, cái này là để lấy cái nắp này, em làm cho anh em xem luôn, lấy cái nắp của cái bình đó, nắp đáy. Mấy lần trước về cũng có nhưng mà em không nghiên cứu ra được, em phải bủa cái cây đó làm gì để ngộ, bữa nay mới phát hiện ra một điều. Cũng nhập về nhiều rồi nhưng mà không phát hiện. Anh em thấy cái chỗ này nó có hai cái ngàm, hai cái lỗ này không, là để đút cái này vô. Đây nó có hai cái móc này, đút vô trong đây, anh em giật cái nắp này ra này đó. Cái này nó lỏng thì anh em dễ, nhưng khi nó khó anh em lấy đút vô, nó sẽ vô trong cái kẹt đó, vô trong cái kẹt của hai cái lỗ này nè, thấy không anh em, thấy không, là dở lên như vậy nè, rút lên gì nè, rút ra. Rồi cái này thì mã số 2 em để nguyên nha, để tại vì vô lại thì chút nữa em sẽ vô lại. Thì mã số 2 em giao lưu với anh em là 2.2 triệu nha, 2.2 triệu, nguyên bản của nó luôn như vậy luôn, em để luôn. Tí nữa em sẽ sau clip em sẽ gắn lại. Rồi cây viết thì em lên cuối cùng, nhập lô viết này chơi cái gì cũng vậy, phải học, bỏ ra học phí, học phí khá đắt. Rồi tiếp theo là mã số 3. Mã số 3 là một combo. Cái này tình trạng nó qua sử dụng nhưng mà chủ cũ họ sử dụng xong họ để lại cái hộp còn nguyên luôn. Hộp xin của nó nha, Willep là hàng của Nhật, là có xe gió, dịch sang tiếng Việt đúng chính xác hãng của nó, à, cái quạt có xe gió. Đây là một cái hộp bật lửa được bọc da zin, này da xịn nha chứ không phải simili, màu vàng nhưng mà đã phôi phai quá trình sử dụng, tổng thể thì còn đẹp. Nhảy lửa, bánh xe cực kỳ bán nha, em trong xăng vô bánh xe cực kỳ bán luôn. Đó là cây hộp quẹt, còn đây là cái hộp đựng thuốc. Những năm ngày xưa thì thuốc không có đầu lọc thì cái này để đựng xuống hộp lọc, bọc da luôn nha. Bên trong anh em cứ bấm lên gì là thứ tự nhảy lên. Đây bên trong được màu vàng rất đẹp, này để đựng thuốc không đầu lọc thôi. Đây nè em dùng điếu thuốc của mình, anh em mình hãy hút thời hiện đại nè, kẹp vô cho anh em thấy này.
nó dương khúc nè, anh em về chịu khó thì cắt khúc này bỏ. Đựng được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 điếu. Đây có khắc chuyện đàng hoàng. Đây có chuyện logo, đây là chuyện chuyện chữ gì đó. Qua cam phải zoom lại mới thấy được. Rồi bộ này thì giao lưu với anh em là 800k. Mã số 3. Mã số 4 cũng là một cây đĩa bàn. Cây Johnson đĩa bàn của Mỹ được sản xuất vào những năm 50. Được lắc cây bạc, bạc lâu năm nó lên nước màu đen vậy thôi. Chỗ này nó lên 7 màu luôn nè, mấy anh em thấy nè ha. Chỗ đó em không vệ sinh. Lên 7 màu này rất là lâu, dưới đây cũng lên 7 màu rất là đẹp. Johnson của Mỹ nha. Đây, lắc cây bạc. Johnson của Mỹ. Cơ chế hoạt động này xăng đá thôi, bánh xe cực kỳ bén. Cái này giống như chưa qua sử dụng, tim thì giống tim dây dày. Rồi ok, cái này giao lưu với anh em là 750, mã số 4. Tiếp theo mã số 5 là một cây cò mổ của Nhật, cũng được sản xuất vào những năm 50. Form độc lạ. Đồng mã rơm, lớp cờ rơm nó có bông chóc đây. Ngoài ra thì đẹp, không cắn mớp gì. Những cây cổ phía dưới của Nhật nha, hàng của Nhật, mắc canh sa băng, đóng đây chỉ chuyển xe chỉ sa băng đây. Cơ chế xăng đá. Nè, quạt nó cháy. Em châm ít xăng quá xăng nó không lên kịp á. Rồi cái này thì giao lưu với anh em là 650, mã số 5. Mã số 6 là một cây ga đá của Nhật, được sản xuất vào những năm 70. Maruman. Maruman, dòng Maruman thì anh em biết rồi. Cơ chế bằng nắp. Cầm ga nha, tăng chỉnh ga bình thường. Rồi cái này thì giao lưu với anh em là 400 ngàn thôi. Cái này cũng còn đẹp, tình trạng cũng đã qua sử dụng. Đồng mã rơm 6400. Mã số 7. Cây này mạ vàng rất đẹp luôn, tình trạng như một cây la niu với mấy anh. Bóng đẹp, mạ vàng. Hàng cũng hàng của Nhật luôn, hàng này hàng với hàng V Limited này. Cái hiệu hiệu này, cái thương hiệu hiệu này tự nhiên em quên, cái logo này em tự nhiên quên cái hiệu, cái thương hiệu của nó, cái logo này. Dòng này thường thường là dòng của Pháp hoặc là dòng của Nhật. Cái này hình như bản Limited ở gì dưới đây nó có đóng cái số nè, 0788. Ga đá nha. Tăng chỉnh ga bình thường thôi. Tăng chỉnh ga dưới đây. Quên bật lên tăng chỉnh ga này mới thấy được chứ. À, lên xuống nhỏ đàng hoàng. À, ok, cái này giao lưu với anh em là 600k, mã số 7. Mã số 8 là một cây lip am ga, ở ngoài là lớp vỏ đồng. Cái này của Nhật, bơm ga cũng dễ. Cơ chế cái này thì anh em nhìn thấy ở trên đây nó không có gì, nhưng mà thật sự ở trong nó có cái lẫy, nó có lẫy. Khi anh em bật lên gì cái lẫy nó kéo lên nó mới ra ga, còn anh em đẩy xuống gì cái lẫy nó sẽ xuất xuống. Cái đá của Nhật nha. Đó. Tiếp ăn. Ngọn lửa lên cũng khá đẹp, lên nhỏ nhắn mảnh. Chỗ này là chỗ vô đá. Đó. Rồi cái này giao lưu với anh em là 450, mã số 8. Mã số 9 là một cây cối lính. Cái này được sản xuất cho những năm 80. Đây có cái táp này. Táp quy hiệu logo của cái này, chỗ này xăng đá nha, rút nắp đây, em đã châm xăng hỏng gà, rút xuống. Khi anh em quẹt xong anh em ấy, chỗ này anh em có thích treo gì anh treo có khóa cũng được, hơi nặng xăng lên không kịp. Rồi ok, cây này thì giao lưu với anh em là 850, mã số 9. Mã số 10 cũng là một cây cối lính. Cây này được sản xuất vào những năm 50 40 50, được làm bằng đồng. Dưới đây nó có một miếng miếng da cột vô đây này. Tình trạng cái này mới hoàn toàn trong chưa qua sử dụng. Tim là tim dây dày. Rồi thì anh em cơ chế này thì anh em kéo xuống gì nè, anh em bỏ viên đá vô đây, rồi viên đá nó sẽ buông ra, thì viên đá nó sẽ lên bánh xe cực kỳ bén. Cái này giao lưu với anh em 1 triệu. Cái này thường thường lắm, lúc trước đó, là 1,2 triệu đến 1,4 triệu. 1 triệu nha. Mã số 10. Mã số 11 em đạm giảm cái này, giảm giá lỗ luôn nè. Cây này cây sinh tồn. Cơ chế của nó là anh em ở đây nó có cái cửa này, anh em kéo xuống quẹt. Cái này mồi thuốc cũng được nhưng mà hơi cực, nó không cháy nha, nó chỉ là bào đá thôi. Nó
vào đá vậy thôi. Cái sinh tồn, cái này em bán giá lỗ luôn. Đó, quay quay vậy thôi. Dưới đây là chỗ này là không phải châm xăng, chỗ này là chỗ vô đá. Cái nút này để vô đá thôi. Còn ở đây là còn 4 viên đá dự phòng. Rồi, cái này giao lưu với anh em 700 ngàn nha. 700k. Mã số 11 700. Mã số 12 là một cây Ronson Banjo. Dòng này thì em cũng giới thiệu nhiều rồi. Cây này là bản tái bản của năm 1918. Cây này chính thức của nó sản xuất vào những năm 50. Chỗ này khắc hoa văn và công ty Ronson được thành lập năm 1927. Cái gì này? Được thành lập chính thức, được giấy tờ hợp pháp. Nói về cái chữ tiếng Anh thì không gặp. Cái này thì tổng thể còn đẹp. Cơ chế xăng đá, chỗ này là vô đa vô xăng. Còn chỗ này là vô đá. Bật thì anh em còn mẫu thì anh em biết, em châm xăng lâu rồi vẫn còn cơ chế cực kỳ nhạy luôn. Rồi cái này giao lưu với anh em 1,2 triệu. Mã số 12. Mã số 13 cũng là một cây cổ mẫu của Nhật. Cái này cũng được sản xuất vào những năm 50. Lâu năm thì đồng mã rơm, lớp rơm bị bong chóc vậy. Đây. Nhưng mà tổng thể thì còn đẹp, không cắn móp gì hết. Được bọc một lớp bọc ở ngoài bằng đồng, bọc thêm một lớp bọc một ngoài bằng đồng để in cái logo này, hàng của Nhật. Này, đóng chữ da băng này. Cho này bánh xe thì tém, em yên tâm. Nãy quên trăm miếng xăng cho anh em xem. Cái này giao lưu với anh em 450 thôi. Mã số 13. Mã số 14 là một combo 3 cây. 3 cây hàng của Nhật. Cái này có thể là không phải là hàng của Nhật này, cái này có thể hàng của Anh, của Mỹ gì á. Đóng sơn hấp nhiệt màu đỏ. Như vậy nó đóng dấu. Đóng dấu hai cây súng này. Đây là xin năm 1993. Cái này cầm xăng lắm, em mới đầu mà về mới. Em châm xăng em xài cầm xăng lắm nha. Còn cái này thì đây, cầm thêm một cây. Này là mặt đồng hay sao? Dưới đây nó không có chuyện gì hết, không chuyển mộc gì hết. Đây, bên trong mới hoàn toàn chưa qua sử dụng. Hai cây, cây thứ ba. Cây ba nói về chủ đề quân đội Mỹ, US Army. Hình ba ngôi sao, chỗ này có cái móc này. Cái này của Nhật. Đây, cái chuyện chưa ra băng đây. Tình trạng mới, cái này được sản xuất vào những năm 50. Quên, vô viên đá. Tim là tim tim bột nha, tim bột giống như tim bột của bác, tim bắt bột của giúp bô á, tim bột nha, nhìn nè, không phải là tim dây dày, tim này tim bột, tim bắt bột của tim giúp bô á. Rồi ok, bên trong nó đây. Mấy cái này ngày xưa mắc lắm, mấy cái này ngày xưa em bán từ 150 đến 200. Rồi ba cây này em giao lưu với anh em 150 nha anh em. Cái này em không bao ship nha, cái này bán là bán giá cho vui. Rồi mã số 15 là cây viết này, cây viết này em giới thiệu này. Viết thì em không rành, thích thì lấy về chơi, nhưng mà lỗ cây này em nhập về cao lắm. Nhưng mà em giao lưu với anh em chỉ có 250 thôi. Bằng chắc bằng giá viết Việt Nam, anh em đang xài viết này, viết mực, viết máy á. Đây. Viết máy á. Viết bình thường. Viết bình thường. Em đã giúp bơm mực vô. Nhưng mà cái chỗ bơm mực nó hơi cứng. Anh em về ở trên Sài Gòn hay là ở đâu có chỗ thay cái chỗ này, anh em thay này được. Này bóp được ngắt. Rồi vô bơm vẫn vô nhưng mà hơi cực. Hàng này chắc hàng của Nhật ấy. Không biết hàng của Nhật hay là hàng của Úc, Đức gì nữa. Đây chữ Philot này. Dòng Philot thương hiệu này nghe quen quen à. Hoa văn rất đẹp. Tình trạng thì còn khá ok. Đây, em zoom lại cho anh em nhìn cái ngòi nha. Cái ngòi này không biết bằng vàng hay là bằng cái gì luôn. Đây cái ngòi đây. Cái ngòi chỗ này có đóng chữ 14K gì. 14K gì đây. 14K 585 hả? Không gành. Philot này. Đó. Không biết mạ hay là bằng vàng thiệt nữa. Bó tay. Dòng viết thì em nhập về em chơi, em giao lưu với anh em thôi. Cái này em nhập về tới gần cả triệu bạc. Rồi cái này giao lưu với anh em là 250 thôi. Bán lỗ, bán tháo, bán đi vô rồi. Xài viết này nó dơ tay quá, dính mực tùm lum. 250 nha, mã số 15.
Rồi còn cái nồi này em không biết nha, em nói không biết phải bằng vàng không nha. Đó em cũng soi cho anh em xem rồi đó. Đây, soi lại thêm lần nè. Chỗ này ghi là 14k nè, 585. Không biết, bỏ tay. Chỗ này là thương hiệu Philot nè. Rồi xong. 200. Thôi 300 đi. Thôi 250 thôi. 300 nha mấy anh, 300 nha. Cái giếng này 300 nha. Rồi ok, chào tạm biệt mấy anh nha. Hẹn gặp lại mấy anh em kỳ sau. Bye bye.